mọi người đã trở lại với kênh Fion Frying Pan. Để có được những video như ngày hôm nay, cũng nhờ sự ủng hộ, nhiệt tình của tất cả các quý vị gần xa, trong nước, ngoài nước đã ủng hộ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người món. Thank you for your help. Alright. À, cái trái này khi mà mình thôi từ từ mình sẽ cho mọi người thấy nha. Chứ còn giờ mình nói nó hết hay rồi. Là trong cái bây giờ mình ở trong mình nhìn á, khi mà mình nhìn như vậy á thì mình thấy nó cũng giống như là một cái trái bí đỏ bình thường thôi. Nhưng mà thật ra nó khác nha. Thì từ từ mọi người cứ tiếp tục theo dõi mình nha. Mình sẽ ướp một chút dầu ăn. Thì mình dùng dầu bơ, tiêu, muối, bột tỏi. Pepper. Nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng cái air fryer. Cái rất may mắn là cái air fryer của mình nó vừa khích, cho nên là bây giờ mình bỏ nó vô. Rồi cái miếng này phải đợi lần thứ hai chứ còn không có cái đường làm được rồi. Thôi bây giờ mình đem nó vô nướng đây. Mình dùng air fryer với nhiệt độ 400 độ F và khoảng 52 đến 55 phút. Sau đó thì mình chuẩn bị những cái đồ ăn để mà bỏ vào làm cái sốt. Thì mình có hành nè, nấm nè và một lon cà chua. Sau đó mình xào nó lên cho nó thơm. Và các loại gia vị mình đính kèm ngay trên màn hình. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Đó là những cái thứ đồ nêm mà mình cần dùng để cho nó có cái mùi vị giống y chang như mình nấu mì Ý. Các loại gia vị mà mình có ở dưới đây là oregano, garlic, thyme, basil, black pepper and salt. Cho đến lúc này thì mùi thơm đã thơm phức hết cả căn nhà của mình rồi. Mọi người có thể gia giảm tùy theo ý thích của gia đình mình. Sau khi mình đã xào chín thì mình cho nó ra đĩa. Và tiếp tục mình có một ít tôm mình xào chung với nó. Bởi vì nhà mình thì thích ăn tôm, nhưng tùy theo mỗi gia đình. Đến lúc này thì cái rau củ của mình cũng đã chín. Mọi người thấy không? Đó là spaghetti squash, có nghĩa là bí mì Ý. Mọi người thấy óng ánh vàng ươm, rất hấp dẫn và cũng rất ngon. Chắc có lẽ những anh chị em mình chưa biết qua, thì hôm nay đây cũng là một món mà mình muốn giới thiệu với tất cả các anh chị em mình. Có thể lần sau thực hiện được và nấu được những cái món ăn mới lạ. Mình có thể thay thế, không cần phải là thịt hoặc tôm, có thể là những cái món ăn dành cho những người ăn kiêng thì rất bổ dưỡng và có ích cho sức khỏe. Nhìn rất ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Mình mong tất cả các anh chị em mình sẽ có được những món ăn mới lạ dành cho gia đình của mình. Đến đây thì video mình cũng khá dài. Mong mọi người có một ngày tốt đẹp.